đừng ghen em nhé, nào ai muốn thế? đừng ghen em nhé, chưa nên nuối sầu. Biết bao lời anh đem muốn nói với em sẽ không lừa dối, vì trong tim anh yêu mãi chỉ em mà thôi. đừng ghen em nhé buồn lắm chi nữa, đừng ghen em nhé hay quên yêu vui. thế gian nhiều bông hoa xinh xắn ngóng hoa có ai chẳng thích đừng ghen yêu yêu ơi biết yêu rằng. hẹn hò gì mà kỳ cục vậy trời chờ nãy giờ cũng thấy đâu là sao vậy trời bực dễ sợ luôn ơ à, chị ơi ơ à, chị qua. ủa đây là nhà anh dũng còn chị là đúng rồi tôi qua, vợ anh dũng ủa <laughs> có phải cậu là 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 à. thằng khùng phải không <laughs> dạ em đây tự nhiên chị với lại Cô cháu phong cho em cái chức đó chứ em đâu có muốn đâu ờ... Ủa Mà có cô em xinh đẹp ở nhà không vậy chị Mai cho cậu là nó không có ở đây Nó mà có ở đây Nên cho cậu một trận rồi ừ. Có phải cậu theo dõi tụi tôi không Ủa Em đâu có theo dõi gì chị đâu Công ty cử em xuống đây mà Cử cậu xuống đây Dạ Mà sao hẹn tôi hả là 7 giờ Giờ 9 giờ mới tới Hả cậu có biết là tôi bỏ cả buôn bán nguyên cả sáng ngày hôm nay mà chờ không ủa mà em đâu có hẹn với chị đâu có phải cậu làm trong cái công ty thám tử gì mà hả lóc lóc gì đúng không hôm qua cái ông giám đốc hẹn tôi 7 giờ à công ty xe lóc ông hẹn chị 7 giờ hả trời ơi vậy mà ông hẹn với mình 9 giờ mới chết chứ ừ. nó nghe mốt đổi tên công ty là cá lóc đi cho dễ kêu gì mà xài tiếng u tiếng tây khó kêu quá vô đi <laughs> khoan tên <laughs> em quên xin lỗi chị em là vũ nguyên còn đây là thảo ly cộng sự xinh đẹp của em đó chị <laughs> vô anh nguyên em thấy trong người khó chịu quá à em về trước nha em có sao không ừ uhm... thôi được rồi em đón sơ về trước đi nhớ đi khám bác sĩ coi có sao không đã uhm. em về trước nha ừ ê ê cô đi với cậu đâu Ờ à, à, cô bận công việc phải đi gấp rồi chị. sao? nhưng ngày hôm qua cái ông giám đốc gì đó, ông nói với tôi như vậy bây giờ cô tính làm sao? ông nói gì với chị rồi? trời đất ơi, cậu xuống đây gặp tôi mà cậu chưa được cái ông giám đốc nói gì với cậu hết là làm sao? À, dạ có chứ, à, nhưng mà em muốn được nghe trực tiếp chị nói chuyện của chị kìa, chăm nghe không bằng một thấy mà chị. thì sau khi thi rớt đại học đó? Ông không có nghề ngỗng gì hết trơn á Tôi thì có sạp quần áo ngoài chợ Buôn bán á, thì ngày được ngày mất Nhưng cũng không đến đổi thiếu thốn gì hết á Nhưng mà nhìn ổng Ngày nào cũng đi ra đi vô buồn bã Rồi hả sinh ra rượu chè cờ bạc Tôi mới gom góp tiền cho ông đi học lái xe Rồi sau đó ông đi lái taxi đâu được năm á Thì người ta giới thiệu cho đi lái xe riêng cho Ông bà chủ Thế Vinh lái xe cho ông bà chủ á, tiền thì nhiều thiệt, mà ông Dũng nhà tôi cũng đỡ cực hơn đó, gặp bà chủ ba cũng tốt bụng nữa, quà này cáp nọ, nhưng mà cậu coi đó, sướng quá đâm ra xanh tật à. Sao chị lại nghĩ như vậy? Gần đây ông khác dữ lắm, ông không còn như hồi đó nữa. Tôi biết chắc là ông có vợ bé mà, nhưng mà tôi chưa có biết là con nào thôi. Tôi tức lắm, tôi đã mấy lần đi theo dõi ông rồi mà tôi chưa tìm ra dấu vết gì, gì hết á tôi hỏi cậu chứ ổng thì ngồi xe hơi tôi thì ngồi xe ông đa ôm đường phố thì đông đúc chạy hơi cái tôi mất dấu ổng à bữa tôi lên thành phố gặp cậu á con cháu lệ nhà tôi nó trển á tôi mới đem cái chuyện ông dũng nhà tôi có vợ bé kể cho nó nghe nó mới kêu tôi đi thuê thám tử tư gì đó tôi không có biết gì trơn trọi á <laughs> vậy Ông đến nhà của cô cháu chị luôn Hay là chị đến văn phòng của ông Cái hôm đó tôi tới tận văn phòng của cậu luôn đó Ở cái quán cà phê gì Ủa mà sao hôm đó tôi không gặp cậu Ờ à, Vậy thì Chị đồng ý trả cho ông bao nhiêu cho cái phi vụ tìm Vợ bé của anh Dũng vậy Trời ơi Ông đó, hả Ông đòi tôi 5 triệu lận á Cái tôi mới kêu á Sao mắc quá vậy Tôi hỏi cậu tôi mất chồng rồi Mất 5 triệu nữa là sao Rồi Ông nói với chị sao Ông kêu Ông bớt tôi 500 ngàn Cái lệ nhà tôi Mới trả xuống 3 triệu Cái Ông Ông đồng ý liền hả cậu Tôi biết là tôi hố mà Tôi tức lắm Tôi mà không chừng tôi trả 1 triệu Chắc ông cũng đồng ý mà phải không cậu Chắc có lẽ là vậy Nhưng mà thỏa thuận 3 triệu đồng để làm gì cho chị vậy thì đó. Ông sẽ phải tìm cho tôi, tìm cho bằng được cái địa chỉ của cái con quỷ cái vợ chồng tôi nè. hả à, rồi phải có hình ảnh đi là bằng chứng nữa nè. Rồi sau đó nếu như mà muốn thuê tiếp để mà đóng đường đánh nó hay tạt axit à, nó. Tạt axit? chứ sao? Ờ à, làm vậy là ác lắm mấy chị ơi. Tôi đâu có làm đâu. Ông nói nếu mà làm á thì họ sẽ phải tăng giá thêm. À. Thì tôi hẹn hôm nay tới để giao tiền nè. Gặp cậu tôi định nói với cậu là Tôi kẹt quá tôi đưa trước một triệu được không cậu Hôm nào có đầy đủ địa chỉ hình ảnh Tôi giao luôn 2 triệu còn lại được không cậu Chị khỏi phải trả gì hết á Em làm giúp chị mà Giả lại chị cũng không cần phải trả tiền cho ông nào đâu Ủa, ủa, xe của ai vậy? <laughs> em xin phép chị nha Ê ốc ờ, ủa, ủa ủa Nhân viên xuống rồi Ông chủ còn xuống nữa hả À Mày dám cả gan mạo nhận là đệ tử xe lóc hả Ngỡ mà lên mày Mày mò xuống đây làm gì Mày đến hết tay tên của ông hả Nè Nếu lỡ nhận tiền người ta rồi Thì trả lại đây đi Ủa, ủa, vậy ra cậu này không phải là nhân viên của công ty lóc lóc này hả? À, trời ơi hèn chi mà hả cậu không chịu nhận tiền cậu nói công ty của cậu không nhận tiền có giấy phép hoạt động chưa mà mở hoạt động ra toàn cầu vậy nếu như chị á có muốn giao tiền cho cái ông giám đốc lỗi lạc này á chị nhớ lấy luôn cả biên nhận nữa bày đặt nổi tiếng tế mày nha mày em có hẹn với ai giờ này à không có em đâu có hẹn ai giờ này chết hay không về nữa chừng không phải anh vinh đâu không phải có cô nào đứng ngoài cổng kìa hay là vợ anh đứng ngoài không Hoa về nhà hôm qua rồi anh đi qua về hả ừ Ơ ừ. gì nghe nói anh có cô già bé trên đây phải không ừ. trẻ lắm phải không trẻ hơn cô qua nữa <laughs> thôi để em ra mở cửa <laughs> ừ. cô tìm ai dạ em muốn gặp anh dũng ạ à. ờ à, tôi là dũng đây có chuyện gì không dạ có Chuyện quan trọng lắm, em muốn gặp anh Mà cô là ai? Ừ, em hả? Em là Thảo Ly Vậy thì cô kiếm tôi có chuyện gì không? Chuyện quan trọng lắm Anh cứ đi ra quán cà phê ở ngoài đầu đường Em chờ ở đó Chuyện có liên quan đến chị Hoa, vợ của anh đó Ai vậy anh? Ờ... Ai vậy? khách kiếm anh hôm nay em có đi đâu không nếu không đến công ty á thì ở nhà ngủ cho nó khỏe anh đi uống cà phê với bạn bạn nào sao biết anh ở đây mà kiếm em à. có hẹn phải không ừ không chị nằm phào ấy mà không biết làm sao nó biết anh ở đây mà tới tìm nữa nhưng mà là ai bạn nào ừ không biết thôi anh đi đây rồi anh về nhà luôn ừ tối anh không quay lại hả ừ không anh về nhà luôn ừ, ừ. anh đi nghe ừ, ừ. alo hà nam nghe đây hả Thiệt à? Ừ, cảm ơn bạn. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Alo, Hà Nam nghe đây. <laughs> Ông xã hả? Em đây. Ừ, chiều hả? Để em xem bây giờ là mấy giờ rồi. Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi Em phải đi gặp khách hàng tốt quận 7 lận Sợ 5 giờ về không kịp Hay anh dắt con đi ăn một mình nha Đừng buồn em Tối giờ em bù cho Nha Ừ bye bye anh Chào cô Chào anh Chuyện quan trọng gì Vợ tôi làm sao Dạ thưa anh chị Dung gì Anh uống gì Uống cà phê nha Một ly cam có đá không được Cảm ơn Mấy giờ thì anh đến đó ông tiến sĩ Tại sao cô biết tôi phải đi đó ông tiến sĩ Cô là ai Anh đừng nóng tính Từ từ thôi Chẳng giấu gì anh Em làm ở công ty tư vấn từ điều hôn nhân Vợ anh Có đến nhà công ty em Theo dõi anh Chỉ cần sau một tuần thôi Tôi sẽ đưa cho chị địa chỉ của con mẹ giật chồng chị Đích thân tôi sẽ đưa chị đến đó Để coi con nàng bà đó ăn nằm với chồng chị ra sao Đến lúc đó chị phải giao hết 2 triệu đồng còn lại cho công ty Sau khi giao đủ tiền Tôi sẽ đưa chị đến gặp con mẹ đó Để tùy chị xử Muốn xử lý kiểu gì Công ty xe này sẽ đáp ứng cung cấp cho chị của đó Có bản giá hẳn thôi Được chưa Thỏa mãn lòng mỹ nhân chưa Thôi tụi này đi rồi giả tỷ tới cái bữa đó đó Mấy cậu không đưa cho tôi địa chỉ của con quỷ cái đó Rồi tôi biết tìm mấy cậu ở đâu, lấy lại 1 triệu <laughs> Một triệu của bà lớn quá ha Danh tiếng uy tín của công ty mang tầm cỡ quốc tế vượt qua khỏi Việt Nam Một triệu của bà là cái đinh rỉ gì Có gì đâu mà bà phải lo ngại Nếu bà lo ngại Để tôi trả lại bà một triệu đồng của bà Thôi được rồi Tôi nói nói vậy thôi Chứ tôi lo là mấy anh không giúp cho chồng tôi sớm Mà hả, để cho càng lâu thì ổng càng lầm nữa Càng lâu thì càng khó gỡ Đừng có lo Phải nói là cô cháu gái của bà Sành đời lắm đó Chọn đúng mặt để gửi vàng cho xe lóc này Không ai làm việc hiệu quả uy tín mà lại giá rẻ như tụi này Không xong việc, không lấy tiền <laughs> Trời ơi, thiệt không vậy Những gì em nói chắc chắn là không sai đúng không? có thể bây giờ anh chưa có thừa nhận nhưng em tin là đến một lúc nào đó anh sẽ phải thừa nhận thôi sự thật muôn đời vẫn là sự thật không lúc này thì cũng lúc khác nó sẽ được thừa nhận thôi ba cái chuyện cô vừa nói với tôi giờ tôi có biết không? Ừ. Ừ, anh yên tâm giờ anh chưa biết những chuyện em vừa nói đâu bà chỉ biết là anh có vợ bé còn vợ bé là ai? thì bà đang thuê thám tử dò tìm đó thôi. Chính vì vậy, em muốn gặp anh ngay để nói với anh rằng phải cảnh giác. Nhưng mà theo em á, thì anh nên chấm dứt cuộc tình tội lỗi với chị Hạnh đi. Còn kịp. Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Cô muốn làm tiền à? <laughs> Đúng rồi anh à. Ai mà không cần kiếm tiền để sống. Nhưng mà mỗi người có những cách kiếm tiền khác nhau. Có những cách kiếm tiền bẩn có những cách kiếm tiền sạch nhưng mà em á thì em chỉ thích kiếm những đồng tiền trong sạch mà thôi cô nói vậy là sao ý cô muốn là tôi đưa tiền cho cô à không có người khác trả tiền cho em rồi vợ dạ tôi à chuyện đó không quan trọng đâu anh dũng cái chính là em muốn giúp anh thoát ra khỏi cuộc chơi một cách tốt đẹp nhất mà không có gây tổn thương cho một ai cả anh có yêu chị hạnh thật lòng không nguyên đi đâu vậy em đi gặp dũng đúng không phải để làm gì ờ à, thì nói chuyện thôi nói chuyện gì sao anh hỏi em như đang hỏi cung vậy anh biết trong chuyện này là em có quan điểm riêng của mình nhưng dù gì chúng ta cũng chung một đội không thể đi gặp thân chủ mà không có thông tin gì cho nhau cả sao anh biết em đến đây để gặp anh dũng không khó để biết em đang nghĩ gì và làm gì Vậy là anh theo dõi em đó hả? Em muốn nghĩ sao cũng được Nhưng anh nói cho em biết Những việc em làm không có lợi cho thân chủ đâu, em biết không? Chẳng lẽ anh không có gì ngoài thân chủ của anh sao? Không hẳn là như vậy Nhưng công việc của chúng ta đang làm là phục vụ cho yêu cầu của thân chủ Thì đi bảo vệ thân chủ của anh đi Thảo Ly Gì nữa? <laughs> anh cảm em Không được làm những việc gì có ảnh hưởng đến uy tín của công ty nếu em cứ tiếp tục tùy tiện làm việc như vậy thì thì sao à, em có tin rằng là anh sẽ bỏ em bơi dưới sông này không em có tin không tin chứ anh là dân biển anh bơi giỏi mà <laughs> dân biển à, thảo ly trời tôi sợ bà luôn á <laughs> em chưa ngủ à anh đẩy xe vô nhà rồi ra đây nói chuyện với tôi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây nè có chuyện gì vô nhà đóng cửa rồi hãy nói đứng đây la làng hàng xóm người ta nghe hết là sao anh đứng lại đó anh giải thích cho tôi nghe anh chỉ cần nói xạo một tiếng thôi ha tôi dọc chơi vậy đó em muốn sống đồ mới thì cái đinh hít chán đũa trong tủ ra đập một lần cho nó khỏe Người ta đi làm kiếm tiền về mệt muốn chết Em còn hành hạ ghen tuông nữa là sao Chứ bộ một mình anh biết kiếm tiền thôi sao Một mình anh biết cực khổ thôi sao Hả Anh đi tối ngày sáng đêm Anh muốn đi lúc nào thì đi Anh muốn về lúc nào thì anh về Anh biến cái nhà này thành quán trọ từ lúc nào vậy hả Hỏi anh chứ Một tuần anh ngủ ở nhà được mấy đêm Thôi mệt quá đi Đêm hôm khuya khoắt có để hàng xóm người ta ngủ hay không Có để cho tôi đi ngủ để sáng mai đi làm hay không Đã nói chuyện đâu còn có đó Sao mày hãy nói nghe em Hả Thôi mẹ em Anh chị thua em rồi Em muốn gì em nói đi Hả Anh hết thương mẹ con em rồi phải không Anh nói một tiếng đi Anh theo con đàn bà khác trẻ đẹp hơn em phải không cứ suy diễn rồi nó năng tầm bậy tầm bạ không à làm gì có con nào mà theo làm gì có ai bằng vợ anh chứ vợ anh xinh đẹp như vậy mà không thương thì thương ai em đừng nghe người ta nói năng tầm bậy tầm bạ rồi suy nghĩ lung tung em tự làm khổ mình tự làm khổ chồng con của mình thôi nghe là anh đi ngủ đi hả? anh nói thiệt đi con nhỏ đó làm sao hả anh có con với người ta chưa anh có mua nhà mua cửa gì cho nó không một đứa còn nuôi không nổi lấy đâu thêm một đứa nữa Tiền lương hàng tháng anh đưa cho em hết rồi Lấy tiền đâu mà mua nhà cho bồ chứ Vậy anh có dám thề độc không Anh có dám thề với tôi là nếu như mà anh phản bội tôi á, Anh ra đường xe cán anh chết không Tôi nói với anh rồi á, Tôi mà bắt gặp anh ở với con nào Tôi bồng con đốt nhà bỏ xứ đi luôn Tôi mà tìm được chứng cứ là anh có vợ bé Tôi đâm anh chết luôn á nó đang tầm phào không à thôi đi ngủ đi <laughs> trưa nay anh rảnh em có muốn đi ăn cơm với anh không ừ trưa em kẹt tập cho mấy cô người mẫu ở nhà ở thành phố không biết chừng nào mới xong nữa thôi anh cứ đi ăn một mình đi nha được rồi. Em cố gắng đừng làm việc dù quá đó. Ừ. Sáng ăn cũng đúng giờ nghe. Dạ. Chào giáo sư. Mọi người đang chờ ông ạ. À. À, Họ tới lâu chưa? Dạ lâu rồi. Dạ có vẻ sốt ruột lắm ạ. À. Cô chuẩn bị văn bản của tôi xong chưa? Dạ rồi. Nhưng có vài phần cần giờ giáo sư phải xem qua trước ạ à. hmm. phải rồi tôi đâu có là gì của anh đâu vợ ra lệnh một tiếng là nghe tâm tấp liền ờ à, còn cái cô hôm trước đến nhà em để tìm anh cổ là ai lại thêm một cô bộ mới nữa hả Bồ bịch cái gì nó là đứa bạn của cháu anh đến tìm anh đi làm gì nó nhắn là thằng con của anh ở nhà bị bệnh Tại sao lại không gọi qua điện thoại Mà lại nhờ bạn của cháu anh tới tận nhà em Làm sao anh biết được chứ Chết cha Ông Vinh gọi Anh nghe điện thoại nghe à. Alo Alo Dũng hả Dạ Chị dạ anh đang Đang ở nhà hát Nhà hát dạ Chị anh đang ở trong nhà hát à Dạ chị dạ anh đang đang trên sân khấu Chưa có xong Dạ chị Hạnh đang ở trên sân khấu à Dạ chưa xong Dạ Điểm đó là chị Hạnh Dạ 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 Chào anh Sao Anh nói gì Anh chỉ nói đưa Hạnh qua nhà hàng qua xe Anh đang chờ bên đó Thôi tụi mình qua bên đó ăn đi Từ bữa tới giờ em chưa ăn với anh một lần nào hết Trưa nay tôi kẹt đi ăn cơm với bà xã Ờ à, Chút nữa tôi gọi lại Anh chờ em lâu chưa Em đói bụng quá à. Cũng may là anh kêu đúng lúc á. Em chào anh Dũng ăn cơm chưa Dạ Em ăn rồi ạ à. Vậy à Ăn sớm vậy Vậy thì Dũng ngồi dùng nước Chờ anh chị chút nghe Dạ Ủa Dũng ăn hồi nào Dũng ngồi xuống ăn với tụi này luôn đi Chắc là ăn từ hồi sáng chứ gì Dạ thôi Em còn no lắm Anh chị cứ tự nhiên dùng cơm Em ra xe chờ cũng được Sao lại đối xử với cậu ấy như vậy Xưa nay mình ăn gì Thì cậu ăn nấy mà Thì lúc nãy cậu nói là cậu ăn rồi Cho anh có ý gì đâu Sáng em đã nói Anh cứ đi ăn một mình đi Em lưu bu lắm Chuẩn bị show diễn lớn bận dữ lắm thực ra thì nhóm của xe lóc cũng không đến nổi như chị nói đâu nguyên tin là mình sẽ thuyết phục được hắn làm việc có hiệu quả lắm đã nhận việc của ai là hắn sẽ làm cho tới cùng chị cứ an tâm đi điều đáng lo ngại nhất là ở hướng của thảo ly kìa Nguyên chỉ sợ Không ở hướng đó thôi Tại sao vậy? Bộ Thảo Ly làm điều gì không đúng sao? <laughs> Nguyên chỉ ngại Thảo Ly không có ủng hộ cách làm việc của chúng ta Mà nguy hiểm nhất Là Thảo Ly có thể làm mọi việc thêm phức tạp Thật vậy sao? Thảo Ly đã tìm cách tiếp xúc với ông Dũng Mà chính cuộc gặp gỡ này Sẽ tạo thêm áp lực cho ông Dũng Ông Dũng sẽ để lộ ra suy nghĩ của mình Bà qua Sẽ càng thêm nghi ngờ thì việc tìm ra manh mối, đánh ghen bà Hạnh, sớm hay muộn gì cũng xảy ra. Đó cũng chính là mục đích của Thảo Ly á. Vũ Nguyên nói thiệt hả? Khi nào Thảo Ly tới, chị cứ trực tiếp trao đổi với cổ đi ha. Đó, 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 đó. Nhắc tiền, nhắc bạc vậy cũng đỡ. Chị Nam, ừ. Thảo Ly ngồi xuống đi. Chị đang muốn nghe em trình bày đây. Thì ai có quan điểm riêng của mình cứ trình bày với sếp đi Thôi đâu mà để trong lòng cho nó khổ Thảo Ly không đồng ý Những quan điểm của chị đưa ra phải không Nhưng mà khách hàng là thượng đế em à Khách hàng của mình là Hồng Hạnh Chứ không phải là cô Hoa Mình phải làm mọi việc tốt nhất cho khách hàng của mình Nhưng mà em không thích bà Hạnh Vì sao Nói chung là em ghét những người đàn bà ngoại tình Sướng quá rửng mở Em hỏi chị chứ có ai sung sướng như bả không tiền bạc danh vọng không thiếu thứ gì nhà lầu xe hơi đầy đủ vậy mà bả còn đi ngoại tình tưởng sao lại còn đi ngoại tình với chính tài xế của chồng mình thật ghê tởm chúng ta đang làm nghề tư vấn tình yêu và hôn nhân gia đình vì vậy không cho phép chúng ta có những cái nhìn phiến diện về mặt tâm lý con người có thể thảo ly còn trẻ chưa hiểu hết được những ngóc ngách về mặt tâm lý và tình cảm con người vì vậy chị đề nghị chúng ta không nên có những định kiến và phán xét về mặt tư cách và đạo đức của khách hàng em xin lỗi em xin rút khỏi dự án này anh em đâu còn biết làm cách nào khác Hoàn toàn là bất ngờ mà Thôi đủ rồi Tôi là kẻ tôi tới mà Bị người ta chửi mắng Cũng phải chịu chứ sao Ông là tiến sĩ mà Chị Hà Nam nói đúng Em vẫn còn bé lắm Mà được làm nhân viên tư vấn ghen kể cũng lạ thì Yêu ngay đi Để lấy kinh nghiệm mà làm việc Hãy yêu nhau đi Khi rừng thay lá Hãy yêu nhau đi Gần đã có tình Yêu anh hát Đồng ý Với điều kiện là không được ghen với bà Hồng Hạnh nữa Cái gì? em mà đi ghen với bà Hồng Hạnh á <laughs> Ghen có nhiều trạng thái Xuất phát từ nhiều điểm khác nhau Chẳng phải em có vẻ hằng học với bà Bởi vì bà có đủ thứ hơn em Mà vẫn còn đi ngoại tình nữa Đúng không? Dớ giận Em phải nhìn thấy điểm tích cực của bà Hạnh Là không thể tự mình bứt phá ra khỏi sự đam mê của nhục dục Nên phải tìm đến chúng ta để nhờ hỗ trợ Người ở đông chúng mình thường coi nhẹ phần tình dục trong mỗi con người là quan niệm sai lệch đó là phần con để tạo nên con người vấn đề là phải luôn tỉnh táo để tạo được sự hài hòa giữa con và người giữa xác và hồn giữa lý trí và đam mê như thế nào để tạo được chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho mọi người xung quanh Em cứ tạm thời nghỉ ngơi đi Và giúp anh làm việc ở văn phòng Vụ này để anh lo cho hả? Ừ. Ờ, <laughs> à, em à, trên TV giờ mới giới thiệu một khu du lịch mới ở Phan Rang đẹp lắm. Anh muốn xin nghỉ phép một vài ngày để đưa em ra biển chơi. Em đồng ý không? Để em coi lại đã. Em đang lưu bu quá. Không sao đâu. Anh cứ đi công tác hoài. Để em ở nhà một mình. Sợ em buồn. Nên anh mới đề xuất như vậy. Nếu em thấy hào hứng thì đi còn em bận quá thì từ từ cũng được tụi em quyết định thôi em hôm nay khỏe không dạ em khỏe mình đi ngủ sớm nha <laughs> đi đâu giờ này chưa về rồi con cái làm sao không biết em đi đâu vậy đi đâu hỏi làm gì ờ à, tua bà tám nói chuyện làm ăn đó có được không em à mở cửa cho anh vô nhà đi anh Mở cửa cho anh Anh có chuyện muốn nói với em đó Nói chuyện cho Vậy là anh đi luôn rồi nha Thấy chưa Tôi biết ngay mà Anh sắp xe mới chỉ là Để chở bộ nhí đi chơi thôi à Anh đâu có thiết tha về mẹ con tôi đâu Anh muốn bỏ mẹ con tôi từ lâu rồi mà Anh muốn đi đâu á Anh đi luôn đi <laughs> em thay đồ đi Hôm nay em có lên công ty không Có chứ anh Chỉ còn hơn 2 tuần nữa Là trình diễn bộ sưu tập xuân hè của em rồi Đến công ty rồi Em phải ra nhà hát liền Em còn làm việc ở nhiều nơi lắm uhm, Hay anh đi trước đi Lát nữa Dũng trở lại đón em không được rồi, Dũng xin phép anh nghỉ hôm nay. Tại sao? Tại sao cô ta lại nghỉ hôm nay? Làm việc tùy tiện quá. Muốn đi là đi, muốn nghỉ là nghỉ. Bao nhiêu công việc hôm nay em phải làm. Anh sẽ lái xe đưa em đi. Em muốn tới bất cứ nơi nào, anh sẽ đưa em tới. Dũng đâu có tùy tiện. Nó đã xin phép anh từ sáng sớm tại sao anh không cho em biết sớm à, thôi cho anh xin lỗi em lên thay đồ đi <laughs> hôm nay anh phải hợp hội đồng khoa học cả ngày kia mà không sao đâu lâu lâu anh cũng phải bứt phá ra khỏi vòng xoáy của công việc để lo cho em <laughs> không sao đâu anh cứ lái xe đi đi lát em đi taxi cũng được sự nghiệp của anh là quan trọng <laughs> em yêu anh là vì anh là người say mê công việc và thành đạt anh cứ đi đi hmm? thôi anh đi trước nha. <laughs> alo, nghe alo hà nam nghe <laughs> chị hạnh hả bữa nay có chuyện gì mà gọi em sớm vậy dạ em hứa mà dạ dạ em sẽ tới chị liền dạ ba chị ý em muốn hỏi cái lần đầu tiên giữa hai người bắt đầu có những da chạm sát thịt là từ hồi nào? Em xin lỗi, đã chạm vào dùng cấm trong tình cảm của chị. Nhưng chị Hạnh à, nếu chị muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay, thì không còn cách nào. Chị phải tự dán bức màn bí mật nó ra, để nhìn thẳng vào nó. Bản chất của chị là người phụ nữ đức hạnh mà. Không. Tôi Tôi là con đàn bà hư hỏng Tôi đang tự sĩ giả mình Tôi đang tự xấu hổ về mình Tôi đang bị ma quỷ ám Nam mà Nhiều lúc tôi căm ghét mình kinh khủng nhưng rồi tôi không đủ ý chí để tự thoát ra khỏi dụng bụng mà mình đã chìm đắm trong đó xin nam đừng nói vậy khi chị tự nói về mình như vậy chị đã là người đáng trân trọng ngay khi chị tìm đến tụi em nhờ tụi em trời giúp chị trở về với bản chất tốt đẹp của mình, tụi em là rất ngưỡng mộ chị. Chị yên tâm đi, em tin chắc là chị sẽ thoát ra khỏi dũng bùng hiện nay được mà. Liệu anh có thuyết phục được hắn không đó? Tiền trí đi, ai mà không cần tiền chứ? có bao giờ nam bị rơi vào hoàn cảnh như tôi chứ ngay lúc đó tôi chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình nó chỉ lờ mờ như một cái gì đó vừa thích thú vừa hoảng sợ Bây giờ ngồi nghĩ lại Tôi mới cảm nhận được một điều Cơ thể người đàn bà đang thời son trẻ bị ngủ quên Lâu ngày được đánh thức Cứ lòng lên như con người quan Tôi hoảng loạn nữ muốn để mặt con ngựa quan phi trên thảo nguyên mênh mông nữa tôi lại muốn ghi cương nó lại vì tôi biết được nó đang đi vào con đường tội lỗi đúng rồi chị đã nhìn thấu được phần con lẫn phần người rồi đó rồi sao nữa hả chị <laughs> em biết anh hoạt động hiệu quả, có điều là món hàng này anh đã giao cho thân chủ chưa? Hôm qua chú mày mà không kịp gọi điện thoại, là sáng nay anh mày bay về bình chánh giao hàng nhận tiền rồi đó. Bà qua còn thiếu tiền anh mấy triệu? Hai triệu. Hai triệu hả? Vậy em trả cho anh đúng hai triệu được không? Bà qua khác, bà hạnh khác. Ừ. Có gì khác đâu? Mày nghĩ sao mà mày nói như vậy Bà qua buôn giải sạp chợ quyện Bà hạnh vợ tiến sĩ Nhà biệt thự Bà chủ của một công ty thời trang Tiền tỷ Nhưng cái này là tụi em mua Chứ có phải bà hạnh mua đâu <laughs> Chú mày đừng có giả ngay giả ngô Anh mày đây có sạn trong đầu rồi nghe chưa à... <laughs> Nam nói là đang cho người theo dõi cô Hoa Vợ của Dũng đúng không Dạ phải và dạ, em cũng biết được Cô Hoa cũng thuê một nhóm thánh tử tư Làm việc khá là hiệu quả lắm Không biết họ đã thu thập được những chứng cứ gì Của chị và anh Dũng chưa Nếu có mà đến tay của Hoa Thì rất là nguy hiểm Vậy họ có biết được hôm nay Hoa đi đâu làm gì với Dũng không Tôi muốn biết hôm nay Dũng và vợ đi đâu làm gì Để làm gì hả chị tôi đã trả tiền thuê theo dõi Thì Nam cứ cho tôi biết họ đi đâu làm gì đi Chị à Chị hãy gạt bỏ anh Dũng ra khỏi đầu đi Chị phải cố gắng lên mới được Em nghĩ Chị vẫn còn mê mùi anh Dũng lắm Tôi không cần Nam phải lên giọng dạy đời tôi đâu Tôi đã thuê Nam làm Thì Nam cứ việc đáp ứng thông tin của tôi đi Alo Nguyên hả? Cho chị thông tin Hôm nay vợ chồng anh Dũng đi đâu? Ừ Báo liền cho chị gấp nha Dạ dạ Ok ok Anh có biết bà Hoa hiện đang ở đâu không? Hỏi chị Thì em muốn biết khách hàng của anh hiện đang ở đâu thôi mà Mày tính âm mưu gì hả? Không qua mặt được anh mày đâu Anh này Um, thôi được Em trả anh 3 triệu đồng luôn Tiền nóng hổi vừa thổi vừa đưa luôn á Coi như tiền lương tháng này Em đưa cho anh xài hết Có điều khách hàng của em muốn biết bà Hoa đang ở đâu thôi Ghen ngược à Hay đó Đúng là đàn bà Đàn bà là cái rốn của vũ trụ Là tâm bảo Là trung tâm của mọi sự rắc rối <laughs> Nghe chú mày nói có vẻ hoàn cảnh quá C lóc này lấy đúng 2 triệu 9 năm Còn về thông tin hả Có ngay anh tốt bụng quá ha, Chừa tôi đúng năm chục ngàn, nhưng mà cũng có tiền xăng đổ để về. <laughs>